Chị Nhi ơi, có rất nhiều chuyên gia tình cảm bảo là để người phụ nữ quyến rũ trong tình yêu không nên quan hệ tình dục trước khi bạn trai phôi lớp, như vậy mới được giữ được mối quan hệ như lâu dài. Vậy bạn trai sẽ tụt cảm xúc trong suốt chiều dài của mối quan hệ. Chị sẽ phân tích cái này cho em rõ ở hai phần. Thứ nhất á, cái cơ thể của người đàn ông á, với người phụ nữ á, khi mà người phụ nữ to đi quá dễ á, đàn ông người ta bị tụt hứng, tại vì nó là cái biology, có nghĩa là cái cơ thể, cái sinh lý tự nhiên của họ là vậy rồi. Cái sinh lý tự nhiên của họ là sinh ra là để săn bắn hái lượm, săn có nghĩa là săn tìm phụ nữ, và cái từ đó nó vẫn còn được khoa học chứng minh cho đến bây giờ luôn. Đó là lý do tại sao khi em đi làm, em ăn mặc gợi cảm, em ăn mặc hấp dẫn, thì những cái người bạn trai, những cái người đi làm chung với em, người ta sẽ thích lại nói chuyện với em hơn. Và dù người ta không có cái ý là người ta muốn quan hệ với em, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy em nữ tính hơn nhiều người khác, em gợi cảm hơn nhiều người khác, rồi em dạng như là em tự tin hơn những người khác. Tại vì để ăn mặc gợi cảm, để em trở thành một người phụ nữ nhìn như phụ nữ, nó cần thời gian. Ví dụ như em cần kiến thức nè, em cần phải ăn mặc làm sao cho nhìn nó không nhem nhúa này. Rồi tại sao những cái nhà tư vấn tâm lý về tình yêu người ta lại khuyên là em không nên? Theo chị Nhi thì nó có hai mặt, đó là nếu như em cảm thấy em sẵn sàng thì em hãy quan hệ. Tại vì chị Nhi không có nghĩ đến cái chuyện là tình một đêm nó là sai, tại vì có những người thành công trên thế giới. Nếu như em coi cái ca sĩ John Legend, ông đó là có Grammy hồi tối hôm qua đó, ông với vợ ông là tình một đêm đó mà xong cưới rồi, bây giờ ở với nhau đến tới hai đứa con, một đứa con mới bị mất trong bụng. Thì để cho em thấy được là cái điều đó nó đúng và nó cũng không có hẳn hoàn toàn đúng. Nhưng mà trên cái tổng con số thì chị chia sẻ cái gì là theo con số chính xác của người ta tìm hiểu, đó là tốt nhất là em nên để nó đến cái khoảng thứ ba hoặc thứ tư thì em hãy nghĩ đến cái chuyện là em chấp nhận cho người ta quan hệ với em. Nhưng nếu sau cái cuộc hẹn thứ ba thứ tư và em vẫn không có cảm thấy em click được với họ thì em không có nhất thiết phải say yes với cái chuyện đó. Tại vì quan hệ tình dục là cái sự chọn lựa của người phụ nữ, và rất là nhiều đàn ông cứ nghĩ đó là cái quyền của họ, nhưng không phải. Đó là bởi vì những người đàn ông đần độ ngu si, nghĩ là mình có quyền. Nhưng mà em nghĩ lại đi, nếu bây giờ mà em bị em cưới chồng về xong rồi, em có thể cấm chồng được không? Em có thể không cho chồng đụng vô em được không? Đó là sự thật đó. Nhưng mà bởi vì nhiều người cứ nghĩ là mình phải cho chồng mình quan hệ, chồng mình mới không có đi ra đường ăn này ăn kia, nó không đúng. Cái để giữ một mối quan hệ lâu dài, cái đầu tiên đó là respect, là sự tôn trọng. Và làm sao để một người đàn ông tôn trọng em? Ví dụ như giờ em dễ dãi quá thì người ta sẽ nghĩ là ủa chứ với ai rồi mới lần đầu nó đi hẹn ngủ như vậy hả? Và người đàn ông có quyền suy nghĩ vậy không? Chị xin lỗi nhưng mà họ có quyền suy nghĩ như vậy. Và ngược lại đối với em cũng vậy, cái gì em cũng cho ra hết, em không có còn e thẹn, em không còn ấp úng thành một người phụ nữ nữa, không có fun nữa, không có vui nữa. Khi người ta muốn tìm hiểu với em, nó không còn một cái gì gọi là vui để mà biết rõ em nhiều hơn là ủa, ngoài cái chuyện là em xinh đẹp, em mặc đầm dễ thương, em nhìn nữ tính ra thì bên trong em còn cái gì nữa, hiểu không? Cho nên là chị Nhi sẽ khuyên là sau cái cuộc hẹn thứ ba, nhưng phải là với cái người em thật sự có cảm tình. Nếu em không có cảm tình thì out, cho nó biết, không nhất thiết gì hết. Còn nó tụt cảm xúc hay không thì chị xin lỗi, nếu như em ở với một người đàn ông mà em quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của họ và họ không có lo cho cảm xúc của mình, họ không có chăm sóc cho cảm xúc của mình, họ không có phát triển bản thân họ, người ta gọi là insecure, có nghĩa là họ thiếu tự tin, cho nên họ mới đòi là mày phải quan hệ với tao thì mày mới yêu tao, mày không quan hệ với tao tức là mày yêu thằng khác, ví dụ vậy. Đó gọi là cái của người đàn ông thiếu tự tin. Cái maximum mà chị Nhi nghĩ là cái giới hạn theo cái cuốn sách mà của cái ông Steve Harvey ông nói đó là 3 tháng, là maximum 3 tháng để mà em thử một người đàn ông là em có nên quan hệ với họ không. Nếu như em giữ được tới 3 tháng thì càng tốt. Chỉ cần một người phụ nữ giỏi thì không cần đàn ông nữa. Không đúng đâu nha em, chị vẫn cần đàn ông, chị chỉ cần đàn ông giỏi hơn chị thôi. Chị có bạn trai và bạn trai của chị bây giờ là một người đàn ông rất là giỏi, giỏi kinh khủng. Cho nên là chị không có tin vào cái chuyện là chỉ có phụ nữ giỏi. Và khi chị với bạn trai của chị thật sự là một con mèo, chị thật sự là một người rất là phụ nữ. Khi chị với bạn trai của chị vẫn rất là dịu dàng, chị nấu ăn nha, từ chị ra đường chị vẫn rất là tình cảm, chị vẫn là một nữ tính bình thường, chị không có mạnh mẽ cứng rắn như là khi chị đi làm. Và ảnh làm cho chị cảm giác được là có một cái chỗ dựa, một người đàn ông rất là mạnh mẽ, một người đàn ông chịu được cái sự mạnh mẽ của chị, cũng như là một người đàn ông mạnh mẽ hơn chị để chịu được cái sự mạnh mẽ của chị. Cho nên là nó không đúng, phụ nữ vẫn cần đàn ông và đàn ông vẫn cần, chúng ta cần nhau, ok, chúng ta vẫn cần nhau, chỉ là mình phải tìm cái người hợp với mình thôi. Cái chuyện mà phụ nữ không cần đàn ông là không đúng. Phụ nữ giỏi lại cần một người đàn ông giỏi hơn họ để mà họ cảm thấy được là ok, mình vẫn là liễu yếu đạo tơ. Vì nếu phụ nữ mà giỏi quá mà muscular quá
cảm thấy mệt mỏi lắm em. Trong tình cảm, nếu người con gái đã nói rằng thấy nhạt và cần thời gian suy nghĩ, thì mặc dù còn rất thương mình, không nên chờ đợi hoặc dứt khoát không chị? Em ơi, cái này là một cái hình thức chia tay nhưng mà xạo quần hả em? Chị nói thiệt với em, chị không tin như cái chuyện là giống như là giờ người ta đẻ em thành con trai, thành anh trai nuôi vậy đó, hay là đẻ của đi dành vậy đó, có nghĩa là để em đi vòng vòng em kiếm trai khác, không có ai thì em quay lại với anh kiểu như vậy. Chị Nhi không thích những người phụ nữ như vậy và chị Nhi cũng không thích những người đàn ông như vậy. Đối với chị Nhi, nếu như mà người nào mà thích mình, yêu thương mình, nó phải có consistency, có nghĩa là nếu như ngày tuần nào người ta cũng gặp em, hoặc là 2-3 ngày người ta gặp em, tại vì ai cũng phải đi làm mà, người ta gặp em, người ta dành thời gian cho em, người ta ngồi đó với em, người ta ăn uống với em, người ta tâm sự với em, người ta quan tâm đến cái chuyện em thích ăn gì, em thích mặc gì, em thích làm gì, em nghĩ đến ngay cả bản thân em cũng vậy, nếu em quan tâm ai đó thì em cũng vậy, thì những cái người đó mới đáng để cho em đầu tư cái thời gian của em để mà yêu thương, để mà ở bên nhau. Còn nếu như một người mà nói với em là thấy nhạt quá, cần thời gian suy nghĩ và còn rất thương nhưng mà không có dứt khoát được, thì thật ra cái câu đó đơn giản là em đang có thằng khác, để em coi cái thằng này nó có khá hơn anh không. Nếu nó khá hơn anh thì em bỏ anh, còn không khá hơn anh thì em quay lại với anh. Nhưng mà nếu anh đù mà anh ngồi đó anh đợi em được thì anh đợi. Ok, đó là cái, cho nên chị Nhi hay nói là đọc ý nghĩa của người ta nên đọc underline, nghĩa là dưới cái câu người ta nói nó sẽ có một ý nghĩa khác, và đó là cách chị Nhi đọc. Ok, chị Nhi đọc sự thật luôn đó. Chị biết là nghe đau lòng đấy, nhưng mà em ơi, là đàn ông á, em mà muốn đàn bà nó bu em á, cũng như trong mấy bạn nữ luôn vậy, em mà muốn có phía ngược giới, người ta đam mê em, người ta theo đuổi em, người ta bu theo em á, thì em phải biết học cái từ dứt khoát. Dứt khoát có nghĩa là mình biết mình là ai và mình có cái gì, và mình tôn trọng mình đủ lớn để mà mình sẽ không có tự nhiên mà hả là cái đồ chờ đợi thừa thãi. Nếu em thích thì cũng được thôi, đời của em thích chờ ai đó, chuyện của em mất thời gian, thì có những người phụ nữ tốt mà kia là em mất cơ hội thôi, thì những thằng khác nó sẽ quở mất thôi, đơn giản là vậy. Nhà em đợi được bao nhiêu lâu, cho bản thân em 3 tháng đi, 3 tháng nhưng mà em thấy con đó nó không quay lại thì em cứ dứt khoát bỏ được hay không. Chị mới nói là em phải dứt khoát, cái chuyện dứt khoát nó rất là quan trọng. Em dứt khoát cho em đừng có đợi người ta dứt khoát, đời của em quyết với mắt mới gì để con này con kia quyết, đúng không? Nếu như người ta yêu em, người ta phải ngồi xuống nói chuyện với nhau với em tử tế và trưởng thành và chững chạc. Không có thể nào mà em thương anh lắm nhưng mà em cần thời gian suy nghĩ. Nghĩ cái gì? Nếu mà thương thì ngồi xuống giải quyết vấn đề với nhau, chứ thương không có nghĩ cái gì hết á. Ok, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?